Kính mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục Những bài học từ trái tim. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Tây Du Ký. Tuần rồi được về miền Tây dự lễ mở tay của các tân linh mục trong dòng. Xem như tôi lỡ một buổi đi tông đồ thăm viếng. Ấy vậy, hình như Chúa Giê-xu vẫn chờ gặp tôi cách âm thầm và kỳ thú qua những người bạn của Chúa mà tôi gặp gỡ trong chuyến Tây Du này. Tôi gặp Giê-xu nơi mấy em thơ lon ton xin lên xe ở bến phà Vàm Cống để mời khách đường mua vé số, hay ở chỗ các em lễ phép xin bác tài mở cửa và chẳng hề chen chúc nhau. Có em gái mới học lớp 2 với mái tóc dài, đôi mắt ngây thơ và nụ cười xinh xắn khiến tôi nhớ mãi. Em đến mời tôi mua vé số. Cậu ơi, mua giúp con một tờ với. Em mang trên mình bộ đồng phục học sinh, nhưng trên đôi tay em là sắp vé số vẫn dày. Nghe em gọi cậu mà tôi không cầm nổi nước mắt, vì em cũng độ tuổi đứa cháu gọi tôi bằng cậu. Tôi hỏi em, con đi bán vé số một mình hay đi với ai? Em trả lời, dạ con đi một mình. Hồi nhỏ, lúc 3 tuổi đó cậu, con đi chung với ngoại, giờ con đi một mình được rồi. Tôi hỏi tiếp mấy câu. Hằng ngày con đi bán tới mấy giờ? Đi học về rồi đi bán luôn hay sao? Con ăn cơm tối chưa? Em đáp ngay. Dạ, thường đến 8 giờ tối cậu. Nhưng mấy hôm tới là ngày lễ, được nghỉ học, nên con bán cho hết thì mới về ăn cơm. Tôi lặng người đi một chút, không hỏi gì thêm, rồi mua cho em một vé. Đó là lần họa hiếm trong đời tôi tự ý mua vé số. Giờ ngẫm lại, tôi thấy hơi tiếc vì đã không kịp nghĩ đến chuyện tặng lại cho em tờ vé số đó. Cảm ơn em đã cho tôi một vé đi tuổi thơ. Tôi đã khóc khi nghĩ về tuổi thơ của tôi và của em. Chắc khác nhau nhiều. Tôi biết ơn đời và biết ơn em, vì qua em tôi thấy mình cũng nghèo, nghèo lắm, nghèo những bài học tuổi thơ, nghèo bài học cuộc sống. Tôi còn giữ tấm vé ấy, đặt ngay ngắn trên chỗ cầu nguyện, cũng là bàn học và nhớ đến em từng ngày. Hôm nay tôi nhớ đến em, hôm nay tôi học vì em. Tôi gặp Giê-xu nơi gia đình của một anh em cùng lớp. Âu cũng là duyên số, có dịp về miền Tây thăm nhà người anh em. Tôi gặp luôn đứa em trai của cậu ấy đang nằm trên giường bệnh. Em bị tai nạn làm gãy xương sống, chờ phục hồi hậu phẫu chắc cũng lâu. Hai chi dưới teo lại, nhưng em vẫn tươi nở nụ cười. Nằm yên một chỗ, em vẫn nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan tràn hy vọng. Hình như em cảm nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có gia đình, người thân và bạn bè. Từ sáng đến tối, người ta rủ nhau đến thăm hỏi, động viên em. Người miền quê quan tâm đến nhau là thế. Tối đến, cả gia đình tề tụ bên nhau, quanh mâm cơm chén rượu đầm ấm. Dọn dẹp xong, cả nhà đọc chung giờ kinh kính lòng thương xót Chúa, với ý cầu nguyện cách riêng cho bệnh nhân. Lâu lắm rồi tôi mới được sống trong bầu không khí đạo đức bình dân của giờ kinh gia đình. Miệng lắp bắp theo từng lời kinh nhỏ mà khuôn mặt không giấu nổi sự thẹn thùng vì không thuộc. Màn đêm buông xuống, lòng an nhiên đến lạ.
Tôi đi vào giấc ngủ thật êm. Nhịp sống miền quê chậm hơn tôi nghĩ, nhưng một ngày trôi qua thật ý nghĩa, đậm đà. Cậu em bị bệnh nhắc tôi về bài học dừng chân. Vâng, sẽ có những lúc trong đời tôi gặp phải những khoảng lặng để dừng chân như thế, dù có phải sở nguyện hay không. Giờ cơm, giờ kinh gia đình nhắc tôi về tình liên đới và tình thân đơn sơ cần có. Hình như trong các mối tương quan, tôi còn đang sống vội, hững hờ và phức tạp quá. Thế là kinh nghiệm thăm viếng người nghèo và bệnh nhân đều đủ cả. Nhưng đúng hơn là kinh nghiệm được gặp gỡ Đức Giê-xu miệt vườn nơi người miền Tây. Đò xuôi dọc bờ kênh tiễn người ra đường lộ về thành phố, nơi Chúa Giê-xu thành thị đang chờ. Huy Anh. Ra Bắc hay vào Nam, chưa đi sang Đông hay về Tây, nhưng tôi chỉ sống với phố phường của tôi, nhưng tôi chỉ sống với đồng nghiệp quanh tôi. Cùng chia sẻ, một buồn vui nhau, bằng cuộc sống hiền hòa nhân ái. Chia sẻ lòng nhiệt tâm hăng say với anh em trong công việc hàng ngày, cùng chia sẻ một phiền ưu lắng lo, không gian dối hận thù xa cách, bằng trọn lấy một thiệt thòi tôi mang khi tôi khước từ những chọn lựa ưu tiên. Tôi muốn sống thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé thôi. Tôi muốn sống thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé thôi. Ra Bắc hay vào Nam, chưa đi sang Đông hay về Tây, nhưng tôi chỉ sống với phố phường của tôi, nhưng tôi chỉ sống với đồng nghiệp quanh tôi. Cùng chia sẻ một buồn vui nhau nhau, bằng cuộc sống hiền hòa nhân ái. Cùng chia sẻ lòng nhiệt tâm hăng say với anh em trong công việc hàng ngày, cùng chia sẻ một phiền ưu lắng lo, không gian dối hận thù xa cách, bằng trọn lấy một thiệt thòi tôi mang khi tôi khước từ những chọn lựa ưu tiên. Tôi muốn sống thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé thôi. Tôi muốn sống thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé thôi. Tôi muốn sống thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé thôi. Tôi muốn sống thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé thôi. Tôi muốn sống thật
thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé thôi, tôi muốn sống thật nhỏ bé thôi, một chia sẻ thật nhỏ bé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.